Trải qua 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, sức khỏe doanh nghiệp bị bào mòn và giảm sút nghiêm trọng. Do vậy, cùng với sự nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, trung ương và từng địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tiếp sức doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Vốn luôn được xem như mạch máu nuôi sống cơ thể doanh nghiệp. Do vậy, chính sách hỗ trợ tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi vay ngân hàng luôn được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến hết tháng 7 năm 2022, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên chống nợ đạt hơn 23.000 tỷ đồng với hơn 9.700 khách hàng, miễn giảm lãi cho 4.400 tỷ đồng dư nợ, với số lãi miễn giảm hơn 28 tỷ đồng cho 926 khách hàng. Doanh số cho vay mới đạt hơn 334.000 tỷ đồng, dư nợ gần 28.000 tỷ đồng với hơn 9.800 khách hàng. Ngành ngân hàng thành phố cũng đã tích cực năng động trong cái quá trình thực hiện cơ cấu lại nợ cũng như là miễn giảm lãi và cho vay mới đối với các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở những cái hỗ trợ của ngành ngân hàng như vậy thì các cái doanh nghiệp cũng như là các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố cũng đã có được cái nguồn lực cơ bản để mà khắc phục được những khó khăn trong cái thời gian đại dịch và để mà tiến hành các cái hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khôi phục phát triển kinh tế theo cái chủ trương chung của nhà nước. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu nợ đã hết hiệu lực thi hành. Ngành ngân hàng đang tập trung triển khai nghị quyết 43 của Quốc hội về hỗ trợ lãi suất 2% trị giá 40.000 tỷ đồng của Chính phủ nhằm góp phần giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ vượt qua khó khăn hậu COVID-19. Do thủ tục rườm rà, điều kiện tiêu chuẩn vay khá khắt khe nên việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất này gặp nhiều khó khăn. Đây là cái gói hỗ trợ 40.000 tỷ của Chính phủ, của Quốc hội để dành ra để cho hỗ trợ lãi suất cho các cái doanh nghiệp mà gặp khó khăn mà nằm trong cái đối tượng cần phải ưu tiên phục hồi sau cái đại dịch. Thì ngày 30 tháng 9 tới đây đó thì ngành ngân hàng Việt Nam cũng sẽ phối hợp với lại lãnh đạo thành phố tổ chức một cái hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để mà tiếp tục giải đáp những cái vướng mắc khó khăn cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để các cái doanh nghiệp cũng như ngân hàng thương mại thực hiện tốt hơn cái việc hỗ trợ lãi suất 2% theo yêu cầu của Chính phủ, của Quốc hội. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Đà Nẵng đã tận dụng mọi quy định để tiếp sức cho doanh nghiệp. Mới đây nhất, Đà Nẵng đã triển khai nghị quyết 63 của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Theo đó, tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp đều được thụ hưởng. Tổng số tiền chi hỗ trợ gần 20 tỷ đồng với 261 doanh nghiệp được hưởng lợi. Năm nay thì chúng tôi đã nộp phí hạ tầng khoảng là trên 500 triệu. Và chúng tôi đã được DESICO, tức là công ty quản lý hạ tầng của các khu công nghiệp, thông báo là chúng tôi chỉ đóng 50% thôi. Chúng tôi là rất mừng, là bởi vì là khi mình khó khăn thì ai cho mình xu mình cũng mừng, muốn chia đến 250 triệu, đúng không? Hiện Đà Nẵng đang triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí, thể hiện rõ sự cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền thành phố. Đà Nẵng cũng đang rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19 của thành phố và tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương nhằm giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.